潜藏内心恶念，在迷惑里拆穿，看着谁在瞒天，最终发现故事随着我预计发展。虚伪面目无论装得再好，心中还是有数。谎话就是无论编得再好，总捉到你的脑。让用力逃避一种眼神，其实你已败露。不靠着情报，我都可看到。假若罪行谁在掩饰也好，心中还是有数。虚伪面目无论装得再好，偏欠缺深度。这样用力逃避一种眼神，其实你已败露。不靠着情报，你心虚我知道。Hình thì ghê không? Sếp Diêu à, sếp kiến thức rộng rãi, có nhìn thấy chưa? Phoenix, cô thấy sao? Hình này đúng là kỳ lạ lắm. Căn phòng còn kỳ lạ hơn. Vừa mở cửa căn phòng, trời ơi, âm u lạnh lẽo. Trên tường dán toàn là đồ tà ma. Sếp nghĩ có khi nào người này vào tà giáo, bị người ta khống chế, buộc phải nhảy lầu không? Trí tương tượng phong phú lắm. Em theo sếp bấy lâu, học được thôi. Chúng tôi đã hỏi rất nhiều lời khai và cũng biết rõ Wilson và Nguyễn Vĩnh Sang có động cơ giết người. Nhưng bấy lâu chúng ta không thể tiến thẳng vào. Sếp cảm thấy có phải có ai đó đang che giấu những manh mối quan trọng? Là ai? Tôi nhớ lần trước sau khi tôi hỏi xong Liêu Mỹ Thi, khi bước ra, sếp nói cho cô biết, sếp nghi ngờ cái chết của Donald không đơn giản là tự tử. Trực giác của tôi cảm thấy động tác đó của cổ che giấu cái gì đó. Đâu có, cổ thường làm động tác này mà. Động tác nhỏ thôi. Thật ra mím môi lại thông thường là chứng tỏ áp lực và lo lắng. Trong lúc thấy bất an sẽ có những động tác này. Thí dụ như nghe được tin xấu thì trong ý thức sẽ mím môi lại thôi. Có thể lúc đó Mỹ Thi khó chấp nhận được Donald bị người ta giết. Cô thấy bất an cho nên có động tác đó. Thật ra không liên quan đến che giấu. Tôi cảm nhận được cô biết cái gì đó. Cô suy nghĩ quá thôi. Chúng ta điều tra không phải nên cố gắng suy nghĩ và không từ bỏ bất cứ manh mối nào sao? Vào đi. Sếp Diêu, Hủ Tiếu Xào nó tìm được manh mối, muốn sếp qua bển coi. Sao hả? Tìm được cái gì mà ghê gớm vậy? Không phải tôi muốn khoe khoang, nhưng mà cứ nói dốc thôi thì làm chuyện gì đó thực tế. Cũng may tôi tan sở nhưng mà lòng vẫn còn ở sở cảnh sát. Cầm tấm hình của Lê Tiến Hồng, đập cửa hỏi thăm từng nhà một. Có hy sinh chắc chắn có kết quả. Đã giúp tôi moi được cái này. Lạ vậy. Lê Tiến Hồng sao? Người quay phim sống ở đối diện tòa nhà này. Tối hôm trước khi Lê Tiến Hồng chết độ khoảng 11 giờ, anh ta nhìn thấy có tên bị dáng vẻ bí ẩn ở trên sân thượng, cho nên đã lấy máy ra quay lại. Anh ta có lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì nữa. Có thể lớn tiếng chút không? Mở lớn tiếng, nghe tiếng xe sao? Ở đối diện quay qua mà. Nè Ngân, anh ta đi tới vị trí lan can. Anh ta đã té xuống từ đây. Rõ ràng tối hôm đó có người đã tháo con ốc rồi. Tức là sau đó có người đã dựng cảnh. Và người này còn biết qua hôm sau Lê Tiến Hồng sẽ lên trển. Miệng thì lẩm bẩm lại đi tới đi luôn. Có phải trúng tà hay không? Mọi chuyện còn tiếp diễn. Là ai vậy? Đã gặp rồi. Wilson. Hai hôm trước khi Lê Tiến Hồng chết, có fan đã gặp anh ta không? Sếp à, tôi không nhớ. Anh không nhớ à? Anh là giáo viên luyện trí nhớ mà. Không nhớ. Một ngày trước vụ việc, có người đã quay lại đoạn phim anh và Lê Tiến Hồng xô xát trên sân thượng. Thế nào, có nhớ ra chưa? Phải, tôi có đến tìm ảnh. Ai kêu ảnh cố tình tránh mặt tôi, gọi hoài không trả lời, nên tôi mới theo ảnh lên sân thượng thôi. Ảnh làm gì trên sân thượng? Ai biết được. Thế ảnh cứ lầm bầm lẩm bẩm, tôi tưởng đâu ông bị trúng tà chứ. Hai người cãi nhau chuyện gì? Thì kêu ảnh trả tiền thôi. Không tại ảnh, tôi đâu cần thiếu người ta 3 triệu. Giá nào cũng phải lôi anh vào cuộc chứ.
tức là không đòi được nợ nên đánh nhau. Đúng ra tôi cũng không tức như vậy đâu. Anh nói sắp tới sẽ phát huy, nói là sẽ kiếm được nhiều tiền. Cái đó kêu tôi đừng cản anh làm giàu, nói là đưa 500-600 ngàn cho tôi trả nợ. Nè, lừa tôi thôi, nên tôi mới đánh ảnh chứ. Rồi sau đó? Sau đó tôi có hẹn không rảnh điên với ảnh nữa. Sau khi anh bỏ đi, càng nghĩ càng ngấm ướt. Anh biết rõ qua hôm sau anh sẽ lên trển, nên đã âm thầm lên sân thượng thả lỏng ốc dạng lan can để khi anh Vịnh vào sẽ té xuống dưới. Vì vậy anh là hung thủ phải không? Sếp à, tôi không có giết người, tôi cũng không biết anh Vịnh lan can cái gì nữa. Sếp đừng vu khống tôi mà. Đừng nói dối nữa. Tôi không có, tôi muốn gặp luật sư của tôi. Thả hắn ra. Sếp à, tôi khó thở quá. Sếp Diêu. Hả? Tên Wilson đó không sao chứ? Bản thân bị bệnh tim, không uống thuốc đúng giờ. Cũng may có bác sĩ kịp thời. Sau khi uống thuốc không sao, về nhà rồi. Thực tế tên khốn đó đang giả bộ. Không hiểu tại sao không chịu bắt hắn về lập hồ sơ khởi tố. Hắn từng cầm dao uy hiếp Liêu Mỹ Thi và cũng từng theo dõi Lê Tiến Hồng lên sân thượng đánh hắn. Nhưng người có tính cách nóng nảy như vậy, lý nào lại dùng cách giết người cổ hủ này chứ? Lúc nãy khi tôi nói hắn giết người, hắn liền đập bàn đập ghế, có nghĩa là bản thân hắn có tội. Sếp Diêu à? Đơn giản thôi, một người có tính cách nóng nảy như vậy, nếu cảm thấy bản thân mình bị người ta vu khống là hung thủ giết người, họ lập tức đập bàn. Đó là một phản ứng rất bình thường, không thể khẳng định họ đang nói dối được. Nếu họ cố tình che đậy thì sao? Có lẽ hắn là ảnh đế. Theo lời sếp nói, cũng không thể loại trừ khả năng hắn có giết người. Tôi không chối bỏ bất cứ khả năng nào, nhưng chúng ta chưa tìm được chứng cứ quan trọng nhất, giữ hắn ở lại cũng vô ích. Đoạn phim chính là chứng cứ quan trọng nhất. Hắn lại có động cơ giết người. Trước khi Lê Tiến Hồng chết đã gặp hắn, lại còn cãi nhau với hắn nữa. Đó không phải là chứng cứ thì là cái gì đây? Tôi không nói cái cậu đang nói không phải là chứng cứ, nhưng muốn khẳng định 100% hắn là hung thủ, chúng ta còn thiếu một chút đó. Còn thiếu cái gì chứ? Hắn giết người bằng cách nào đây? Thì đó, tức là giết người bằng cách nào còn chưa biết, khó buộc tội được lắm. Được, chuyện này cho tôi đem về, tôi sẽ điều tra. Hủ tiếu sao? Trevor. Là cô hả? Làm gì vậy? Sao mặt mày biết xị vậy? Đừng có nhắc nữa. Ăn cơm không ngon phải không? Không phải. Công việc không như ý. Cô cũng nhiều chuyện thiệt đó. Có phải anh cô phái cô tới chăm chọc tôi ăn cơm không? Tôi biết rồi. Anh hai mít lòng với anh. Đừng có nhắc tới anh của cô nữa. Anh mít lòng anh chuyện gì vậy? Hả, anh sát dáng lắm sao? Giờ thì không. Đôi khi tôi cũng không biết anh đang nghĩ cái gì. Tôi cực khổ đi tìm chứng cứ về để buộc tội tên hung thủ. Anh không nói không rằng thì thả người. Vậy tôi cực khổ tìm chứng cứ về để thờ sao? Vậy cũng phải. Đôi khi không biết cách thông cảm cho nhân viên chút nào hết. Bởi vậy mới nói đôi bên làm chung một tổ mà. Anh của cô còn tối ngày nói cái biểu hiện nhỏ, ngôn ngữ cơ thể gì đó. Điều tra đâu phải như vậy đâu. Điều tra là phải kiểm chứng thực tế, có chứng cứ. Tôi và anh không hợp nhau, tôi thực sự rất khó ăn ý với anh. Thật ra anh ở nhà cũng vậy đó. Anh thường trốn trong phòng coi phim. Sau khi coi phim xong rồi á thì đứng trước tấm kiến, nhíu mày trợn mắt, giống y như là gái bị thần kinh. Tôi là em của anh cũng không chịu nổi ảnh. Đừng nói là anh. Sao ghê vậy? Nhiều lúc ảnh tập trung quá, chửi tôi luôn đó. Cho nên tôi hiểu tâm trạng của ảnh mà. Ừ, có cô hiểu cũng đỡ. Tính cách hai anh em của cô khác biệt nhau khá lớn. Sao hả? Bây giờ anh than xong rồi trong lòng nhẹ nhõm hơn phải không? Nhẹ nhiều rồi. Nhưng mà tôi không nhẹ nhõm chút nào. Gì? Cái viết này nè, mấy ngày qua tôi cố gắng coi đoạn phim lần trước anh đưa cho tôi để tập trước mấy bước cơ bản đó, Turn Around and Twister Sonic. Nhưng mà hình như tập hoài cũng không được nhuần nhuyễn cho lắm. Nè anh coi. Cô kẹp cái viết như vậy đương nhiên là không trụ sức rồi. Còn nữa, lần trước tôi kêu cô dùng cái tô viết hay là cái đũa tập quen trước rồi mới dùng viết mà. Hở anh chút đem cái tô viết ra đường, dễ làm người ta sợ lắm. Thật ra tôi cũng siêng lắm rồi, hễ rảnh là tôi tập, cho nên lúc nào cũng mang theo cái viết hết. Được, thấy cô ham học như vậy, vậy đi. Nè, đưa tay cao lên. Turn around mà nói, quan trọng nhất là khi cầm cây giếng, cầm cao một chút, ngón cái duỗi thẳng, ngón giữa vừa phát lực, ấn vào, ấn cái nắp. Vừa mới quay qua thì ngón cái đảo một vòng cầm lại. Đó, là vậy đó, coi nè. Trời ơi Bối Nhi, có phải con muốn làm cho cô Tư bị chóng mặt hay không vậy? Cô không khỏe sao? Cô cứ quay tới quay lui như vậy, làm cho cô nổ đom đóm luôn. Thiệt tình. Vậy thì không chơi nữa. Chị Tư uống trà. Ờ, cảm ơn, cảm ơn. Nè, lúc nãy tôi đi ngang qua chợ, thấy cam quá rẻ cho nên mới mua đem lên cho mọi người ăn. Nè, ăn đi, ngọt lắm ha. Cảm ơn chị, ở lại ăn cơm mới đi đi được không? Ừ, thôi đi, trời, tài nghệ của cô chỉ có thằng Khang mới quen thôi. Ờ, có phiền mọi người ăn cơm không? À, không sao, tụi em phải đợi thằng Thâm nữa. Vậy thì hay lắm. Ơ trời, em coi đó,
Sao lại như vậy chứ ha? Mấy người này nè, đã nói là mê hoặc là mê hoặc, đúng là làm mình mơ mơ màng màng, vậy mà cũng mắc bẫy cho được à, thiệt tình. Cô Tư à, cô làm như vậy chắc chắn không thể nào mê hoặc được cô. Cô thì đương nhiên không mắc bẫy rồi, nhưng cô sợ mọi người không chịu nổi cám dỗ thôi. Con biết đó, người ta có tiền nhàn rỗi thì ngứa ngáy khắp người ngay. Cảm ơn chị Tư, thật sự là tụi em không có tiền nhàn rỗi để đầu thì tư đó. Trời, tôi muốn nhắc nhở mọi người thôi, tóm lại á nè, dạo này chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút, suy nghĩ kỹ lưỡng, chứ nếu không hả, nếu như mềm lòng thì phiền phức lắm. Tụi em biết rồi. À phải, gần đây á, Kevin nó cũng rủ tôi đầu tư cổ phiếu quỹ, tôi còn chưa nhận lời của nó. Kevin đó hình như gần đây không ổn cho lắm, ngân hàng hối thúc nó, còn nó thì lại ít khách hàng cho nên mới tiếp cận bà con. Nè, bản thân mọi người nên cẩn thận chút. Đều là người trong nhà, chắc không gạt tụi em đâu. Trời ơi, không thể nói như vậy. Chuyện tiền bạc á, đương nhiên là phải rõ ràng. Nè, nó cũng có kêu tôi đầu tư 5 triệu đó. Tôi cũng nói là phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Trời, 5 triệu là nhiều vậy? Phải, nè, nó kêu em bao nhiêu vậy? Em đâu có nhiều lắm, chỉ có 1 triệu. Trời ơi, em đã đưa cho nó rồi sao? Chưa, tụi em cũng đang suy nghĩ ha. Dạ phải, những chuyện đầu tư đương nhiên phải suy nghĩ kỹ tốt hơn. Thầm, về rồi hả? À, cô Tư, hiếm thấy nha. Tên cơm à? Không phải, cô đi ngang qua thôi. Bây giờ cô đi liền nha, bye bye. Mới gặp con đã đi, mặt con làm cô sợ sao? Mặt của con không phải làm cô sợ, nhưng mà nhà của con chật chội lại đông người, cô thấy ngợp thở quá cho nên đi trước nha. Ha, vậy đi nha, bye bye. Chị, Tư đi thông thả, hôm nào rảnh uống trà, nhớ nha. Được rồi, bye bye. Bye bye. Cô Tư lại tới mượn cái gì vậy? Lạ lắm, lúc nãy ở dưới nhà đột nhiên cô Tư đòi lên đây rồi thì nói bóng nói gió, có thể là cô muốn hỏi chuyện má cho cô ba mượn tiền đầu tư. Em cảm thấy cô tới đây là cố tình muốn moi tin. Cái gì moi tin chứ, học hết tật của anh con à, cô Tư tới đây chơi thôi. Cô ba mượn ba má bao nhiêu tiền vậy? Đã nói là... Nói tiền mất tình cảm chứ gì. Nè, bây giờ cô không rảnh, có việc làm, tạm tha cho ba má một lần. Sắp ăn cơm rồi, để dành chút cho con được rồi, còn phải bế quan. Sếp Diêu. À xin lỗi, tối rồi còn gọi cô tới. Không sao đâu, mới ôn bài cho con xong, định coi luôn bài tập cho nó, thì điện thoại của sếp liền treo, chuyện gì vậy? Phát hiện được chút chuyện, không biết bạn với ai, tôi nghĩ cô là người thích hợp nhất. Phát hiện được cái gì? Nè, cảnh bên tay trái là quá trình giảng dạy 3 năm trước của Donald. Còn cảnh chính giữa là quá trình giảng dạy của anh ta độ khoảng nửa năm trước. Còn bên tay phải là quá trình giảng dạy của cô Thi. Chúng ta coi cảnh bên trái trước. Vào năm 1596, nhà truyền giáo Matteo đã tới Trung Quốc. Lúc đó ông ta vì muốn hòa nhập vào xã hội Trung Quốc nên đã giới thiệu với người Trung Quốc một phương pháp nhớ đang được thịnh hành ở châu Âu, gọi là cung điện ký ức. Chúng ta coi luôn quá trình giảng dạy độ khoảng nửa năm trước của anh ta đi. Cung ký ức có 3 dạng hình thái. Một trong số đó xuất phát từ hoàn cảnh thực tế. Loại thứ hai là dựa vào tưởng tượng hư cấu. Loại thứ ba là nửa thật nửa giả. Có thấy gì không? Lúc anh ta mới làm giáo viên, không đủ tự tin, ngôn ngữ cơ thể không nhiều. Nhưng mà nửa năm nay, rõ ràng anh ta tự tin hơn, ngôn ngữ cơ thể cũng nhiều hơn. Chúng ta hãy coi luôn cảnh bên phải, quá trình giảng dạy của cuộc thi đi. Cũng được. Matthew có nói, muốn nhớ một chuyện thật sâu sắc, quan trọng nhất là hình tượng hóa nó, để việc đó in sâu vào trong trí nhớ, có thể lấy những thứ cần nhớ làm cho nó nhuốm đầy máu, thậm chí là tứ chi rời rạc. Nè, nếu càng bắt mắt rùng rợn thì sẽ càng dễ nhớ hơn. Đương nhiên, cung ký ức là một dạng phương pháp nhớ vô cùng phức tạp, mọi người có thể coi như bí mật nghe rồi thôi. Con nhìn thấy gì nữa không? Phong cách giảng dạy của hai người này giống nhau lắm, ngay cả cách cầm viết và động tác cũng giống nhau. Tốt lắm. Con nhìn thấy không? Thể chữ trên bảng trắng với những chữ có bộ khẩu
Thí dụ như chữ ký trong ký ức hay chữ cung trong cung điện, họ đều dùng cách viết hình tam giác để thay thế chữ khẩu. Đúng vậy. Chúng ta còn lại 3 năm trước, Donald đã viết chữ khẩu như thế nào? Anh ta không dùng cách viết hình tam giác này. Nhưng cho dù tư thế giảng dạy của họ và thể chữ giống nhau, có nghĩa là gì chứ? Liêu Mỹ Thi là chủ tịch của trường ký ức, còn Donald là giáo viên do một tay cổ huấn luyện. Phong cách giảng dạy của họ giống nhau là lẽ đương nhiên thôi. Cũng như chúng ta học hội họa hay là viết thư pháp vậy, thường hay bắt chước động tác của giáo viên mình. Cô nói không sai. Chúng ta có luôn cái này. Khi nhớ được rất nhiều thứ trong thời gian ngắn, vậy thì phải tới trường chúng tôi. Ký ức thi nghệ ghi danh. Chúng ta có luôn cái này. Ok. Lần này đoạt giải là vinh dự của trường chúng tôi. Đương nhiên quan trọng nhất là có sự nỗ lực của anh. Ánh mắt và nụ cười của họ rất giống nhau. Anh không nói tôi sẽ tưởng đầu họ là một đôi tình nhân. Trong đại não của mỗi người đều có một dây thần kinh phản xạ. Nó có thể giúp đại não phân biệt được biểu hiện trên khuôn mặt và động tác của một người, đặc biệt là tình nhân. Họ sẽ từ từ bắt chước động tác của đối phương một cách vô ý thức, sau đó biến thành thói quen, xuất hiện một cái trong tâm lý học thường nói hiệu ứng di chuyển vô thanh, dạng vận động bắt chước của thần kinh trên các cơ mặt, làm cho gò má, mũi và động tác của khóe môi từ từ sẽ giống nhau. Chúng ta gọi đó là mirror behavior, hành vi tấm gương, cũng tức là có tướng vợ chồng mà chúng ta thường nói. Ý anh muốn nói là Liêu Mỹ Thi và Donald có quan hệ bù bịch? Lần trước cô nói rất đúng, Mỹ Thi có chuyện muốn che giấu. Vậy anh định làm gì? Xin lỗi nha. Không sao. Phải, sao tìm tôi gấp vậy? Có phải vụ án của Tiến Hồng có tiến triển mới không? Thật ra có chút chuyện muốn hỏi thăm cô thôi. Cô có tin một đôi tình nhân càng quen lâu ngày, cử chỉ thậm chí tướng mạo cũng rất giống nhau hay không? Tự nhiên sao anh hỏi vậy? Cô trả lời tôi trước đi. Cái anh nói có lẽ là tứ vợ chồng. Tôi có một số bạn khi nhìn vào hai người đó giống như khuôn bánh vậy, mới nhìn đã biết là hai vợ chồng. Tôi cho cô coi hình này. Giống không? Cũng giống lắm. Còn tấm này? Tấm này cũng giống lắm. Tấm này? Tấm này thật sự giống như song sinh vậy đó. Tấm này? Tại sao tôi cũng bị đưa vào luôn vậy? Tấm này? Mỹ Thi, tôi không có ý lừa cô, nhưng với tư cách bạn bè, tôi hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn với nhau. Tôi là một nhân viên chấp pháp, tôi không muốn cô giấu giếm điều gì. Thật ra cô và Donald có quan hệ gì với nhau? Tôi cũng biết không thể giấu anh được luôn. Anh đoán không sai, tôi đã từng qua lại với anh ấy. 5 năm trước, tôi có tới trường bồi dưỡng giới thiệu phương pháp nhớ. Sau khi xong việc, anh còn chủ động tiếp cận hỏi thăm tôi nữa. Được rồi, hôm nay hết giờ rồi, cảm ơn các vị. Cô tôi muốn ghi danh. Lớp ngày mai đã hết chỗ rồi, để tôi ghi danh tháng sau cho anh nha. Tôi muốn mau chóng vào lớp, làm ơn thông cảm đi. Hết chỗ rồi. Làm ơn đi, tôi rất muốn học ngay mà. Ok, ngày mai anh cứ tới lớp, để tôi thu xếp cho anh. Cảm ơn cô. Tại sao lại nôn nóng đòi học vào ngày mai vậy? Bấy lâu tôi luôn muốn học đại học, nhưng trí nhớ tôi kém, thành tích lại không tốt. Đến giờ vẫn không thi đậu, tuổi của tôi không còn nhỏ nữa, tôi không muốn phí thời gian. Tôi hy vọng mau chóng học lớp trí nhớ này để có thể giúp tôi thi đại học. Lần trước tôi đã nói rồi, não phải của anh ấy phát triển lắm, là một nhân tài hiếm thấy. Sau đó tôi còn dạy hết cho anh tất cả phương pháp nhớ. Anh học tập chăm chỉ lắm, tiếp thu rất nhanh. Thông thường bồi dưỡng một giáo viên mất độ khoảng nửa năm, nhưng mà anh ấy chỉ bỏ ra thời gian 3 tháng đã nắm bắt được tất cả mọi thứ. Không lâu sau, anh chính thức trở thành giáo viên của trường. Bất ngờ không? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Bác còn quyền thổi đàn cày đi. Cũng được. Yeah. Quang Hồ, có phải là bất ngờ lắm không? Phải đó, cảm ơn nhiều. Nè, có ai tặng nụ hôn sinh nhật cho cô Thi không? Nè, đừng có làm bậy nha. Mơ ước thôi, ai dám làm bậy, không sợ bị đuổi sao? Từ sau hôm đó, tôi và anh đã đến với nhau một cách tự nhiên. Nhưng do anh lo người ta sẽ hiểu lầm, anh đến với tôi là vì muốn lên ngôi, cho nên tụi tôi chỉ lén lút yêu nhau. Nhưng tôi thật không ngờ, thì ra ảnh là một người bay bướm. Khi tôi phát hiện ảnh ngang nhiên tùy tiện quan hệ trai gái, quen với một người đã có chồng, tôi thật sự đau lòng lắm, và cũng thất vọng về ảnh. Tôi biết ảnh quen với Nguyễn Vĩnh Sang, lúc đó tôi giận lắm. Tôi còn chất vấn ảnh tại sao đối với tôi như vậy. Anh thấy tôi tức giận, lập tức nói xin lỗi. Anh nói một lúc không kềm được bản thân,
kêu tôi tha thứ cho anh. Anh còn hứa với tôi từ nay không gặp Nguyễn Vĩnh Sang đó nữa. Cho nên cô đã tin ảnh? Lúc đó tôi tin ảnh lắm. Tôi vì muốn giữ chân ảnh, tôi đền tiền quỹ hợp đồng cho ảnh. Nhưng tôi biết ảnh đã giấu tôi, tiếp tục qua lại với người đàn bà đó. Tôi cảm thấy thất vọng lắm. Tôi cảm thấy tôi không thể nào tiếp tục với ảnh nữa. Nhưng không ngờ cách đó không bao lâu thì anh đã chết rồi. Xin lỗi, làm cô nhớ lại chuyện đau lòng. Nè. Cảm ơn. Cô bỏ đường rồi. Vậy sao? Sao đản trí vậy? Uống đường nhiều quá không tốt đâu. Những gì cần nói tôi đã nói hết cho anh biết rồi. Cô phát hiện anh ta qua lại với Nguyễn Vĩnh Sang hồi nào? Ngày 18 tháng 11. Cô đã nói thẳng với anh là khi nào? Ngày hôm sau. Sao cô nhớ rõ vậy? Anh quên tôi đã nói rồi sao? Những chuyện động đến tình cảm không bao giờ quên được. Cũng giống như năm xưa anh chứng kiến ba anh chết như thế nào, cả đời anh cũng không quên. Phải, đã động đến tình cảm thì đặc biệt sâu sắc, nhiều khi có thể cả đời cũng không quên được. Nhưng không ngờ ngay cả chuyện của ba tôi cô cũng nhớ nữa. Bởi vì anh đã nói mà. Tuy thời gian quen biết của anh và tôi không lâu cho lắm, nhưng những gì anh nói tôi nhớ rất rõ. Anh có còn nhớ anh từng đưa tấm hình của ba anh cho tôi xem không? Nhưng lạ quá. Có gì mà lạ? Sau này tôi qua New York học trung học, có một hôm ở tàu điện ngầm tôi gặp một người đàn ông rất giống ba anh. Không có đâu, ba tôi mất lâu lắm rồi. Qua ngày hôm sau cũng cùng một địa điểm, tôi gặp lại người đó. Sau đó không gặp được người đó nữa. Không thể nào, chắc cô đã nhìn lầm người. Tôi thấy ba tôi chết mà. Tôi là một người sống bằng nghề bán thuật trí nhớ, không lẽ tôi nhớ lầm sao? Xin lỗi, làm cho anh nhớ lại những chuyện không vui trước kia. À không sao. Bây giờ anh đã biết quan hệ của tôi và anh ấy rồi. Tôi nghĩ cảnh sát cũng nghi ngờ cái chết của anh ấy liên quan đến tôi. Đúng vậy, với khía cạnh của cảnh sát chúng tôi, có thể vô cô xích mích tình cảm với Donald cho nên đã giết anh ta. Nhưng với khía cạnh bạn bè, tôi tuyệt đối tin tưởng cô. Mỹ Thị đã nói với tôi, thật sự cô có quan hệ tình cảm với Donald, nhưng từ khi cô bồi thường cho Donald, quan hệ của cô đã kết thúc rồi. Anh tin tưởng cô vậy sao? Dù sao tôi cũng cảm thấy Lưu Mỹ Thi đó không đơn giản chút nào. Madam à, lại là trực giác của phụ nữ hả? Đôi khi trực giác của phụ nữ cũng chính xác lắm. Sếp Dương, sếp khẳng định Lưu Mỹ Thi không giấu chúng ta điều gì sao? Sau khi tôi nói chuyện với cổ, dựa theo thời gian mà cổ đã nói và xem một số đoạn phim giảng dạy của cổ, tôi cảm thấy sự thay đổi biểu hiện của cổ và những gì cổ nói hoàn toàn là trùng khớp với thời gian. Tôi tin cổ. Sếp không có gì chứ? Không có gì. Có tin mới, có tin mới. Sau khi tôi không ăn không ngủ không ngừng cố gắng, cuối cùng tôi đã tìm được tin nóng hổi đây. Là tin gì mà ghê gớm vậy? Tôi đã hỏi người trong trường ký ức, có một giáo viên quen thân với Donald. Anh ta nói Donald đã nói với anh ta đang quen Lưu Mỹ Thi, nhưng mà không công khai. Cho nên Lưu Mỹ Thi là nhân vật mấu chốt, phải nhanh chóng cho người mời cổ tới hỏi thăm. Sao không có phản ứng vậy? Có tin mới mà. Chúng tôi biết hết rồi. Biết hết rồi? Biết hồi nào? Những gì mà cậu nói sếp Diêu đã nói hết rồi. Cậu nói gì vậy? Hai hôm trước sếp Diêu đã coi DVD của trường thi nghệ, phát hiện ra quan hệ giữa Lưu Mỹ Thi và Donald. Sao từ đầu không nói cho tôi biết? Chúng ta chung một tổ mà. Có tin cũng không chia sẻ sao? Có tin đương nhiên phải chia sẻ, nhưng cũng có thể chia ra làm việc. Nè, tôi lấy lời khai của Mỹ Thi rồi, tôi cảm thấy không có gì đáng nghi ngờ. Hay là cậu theo dõi lại công việc trong tay của cậu đi. Vậy đi ha. Sếp Diêu, nói chuyện đi. Cũng được. Có chuyện bất mãn phải không? Nói đi. Thứ nhất, tôi cảm thấy không biết nghe ai. Lúc nào sếp cũng nói là biểu hiện nhỏ gì đó, độc tâm gì đó. Chưa bao giờ tôi học ở trong trường, tôi tự hỏi đã rất cực khổ môi tin rồi, nhưng mà hình như chưa bao giờ sếp chú trọng. Nói xong chưa? Thứ hai, tôi cảm thấy sếp công tư bất phân. Nếu sếp đã biết mối quan hệ tình cảm của Lê Tiến Hồng và Lưu Mỹ Thi, sao không lập tức nói với chúng tôi? Tôi đã nhờ Phoenix cùng tôi coi phim, cậu có thể hỏi cổ. Tổ của chúng ta lớn như vậy, chỉ nói với má đàm Diệp, sao không nói với chúng tôi? Tôi nhờ ai giúp đỡ, nhờ ai làm việc, có cần phải giải thích với cậu hay không? Có phải má đàm Diệp chấp nhận cách của sếp cho nên sếp chỉ nói với chị thôi? Hay là sếp và Lưu Mỹ Thi là bạn, có những chuyện không muốn cho chúng tôi biết cho nên không nói? Nói cho cậu biết,
Đó chỉ là suy đoán của cá nhân cậu. Được, coi như là suy đoán đi. Nhưng sếp là nhân viên chấp pháp, có lẽ sếp cũng biết lúc điều tra không nên có tình cảm riêng tư. Sếp quen với Lưu Mỹ Thi, chẳng những sếp không né tránh, còn đích thân lấy lời khai của cổ. Sếp tự hỏi lại mình đi, sếp thực sự không đặt tình cảm riêng tư vào đó. Nói xong chưa? Nói xong ra ngoài làm việc. Tôi nói xong rồi, nhưng mà sếp chưa trả lời. Sếp à, thứ nhất, trong chuyện này tôi khách quan vô cùng, tuyệt đối không chứa đựng những thành phần tình cảm riêng tư. Thứ hai, tôi muốn cậu biết rõ một điều, tôi là cấp trên, cậu là thuộc cấp, cậu phải phục tùng mệnh lệnh của tôi chứ không phải nghi ngờ phán đoán của tôi, có hiểu không? Ra ngoài làm việc. Yes sir. Làm phiền anh nha, phiền anh chở tôi tới trạm tàu điện. À không có gì, tiện đường thôi. Sếp Diêu à, thật ra hủ tiếu xào chỉ là cho vụ án thôi. Nếu cậu ta có nói câu nào xúc phạm anh, xin anh đừng chấp nhất. Khờ quá, tôi nhỏ mọn vậy sao? Tôi đang suy nghĩ những gì mà hủ tiếu xào nói. Thật ra cô có cảm thấy Mỹ Thi là bạn của tôi, cho nên những phán đoán của tôi trong vụ này có phần sai lệch hay không? Thật ra sếp và cổ quen biết từ nhỏ, có tình cảm chủ quan đang xen vào cũng không có gì lạ. Cô thẳng thắn trả lời tôi không có, tôi yên tâm hơn nhiều. Nhưng bây giờ cô nói vậy, tôi cảm thấy bản thân tôi cần phải kiểm điểm lại mình. Thật ra làm cảnh sát bấy lâu, lúc nào tôi cũng tự nhắc nhở bản thân, là một cảnh sát, điều tra mỗi một vụ án đều không nên đăng xen tình cảm cá nhân của mình vào đó. Có khi nào sếp quá cố chấp không? Giả sử đây là vụ án cưỡng hiếp và sếp cũng biết người bị hại, sếp thật sự không có chút cảm giác gì sao? Con người là động vật có tình cảm mà. Cậu nói đi, những gì cấp trên nói có phải nhất định đúng không? Có phải nhất định không sai không? Có phải chúng ta nhất định phải nghe không? Tức là lỗi của cấp trên cũng tức là lỗi của cậu. Cậu có lỗi tức là cấp trên không có gì, cấp trên không có gì tức là cấp trên đúng hết. Đơn giản vậy thôi. Giãn cái đầu của cậu. Tôi biết cậu lo cho vụ án, nhưng mà sếp Diêu là sếp của chúng ta, người ta làm sếp, có nên phải nghe theo lệnh của sếp không? Nếu không nghe lệnh sếp á, thôi thì gọi là chó mèo đi. Có phải bây giờ cách của ông mới hiệu quả không? Cách của tôi không được à? Được. Thì tức là cách của sếp có hiệu quả hay không tôi không biết, nhưng mà tán gái thì đúng là vô địch nha. Nè, cậu về bên kia đi. Làm ơn đi. Ánh mắt kiểu Diana, khi cổ nhìn chúng ta, mí mắt sụp xuống, nhìn về một hướng. Nè, không chỉ một lần, là ba lần. Tức là biểu hiện nhỏ nói cho tôi biết, cổ nhất định mê tôi. Cậu thử nói lại những chuyện này trong lúc tan sở đi, để tôi coi có trị cậu hay không. Đừng vậy mà, học đi đôi với hành, đã học thì phải hành, không hành thì phí lắm. Tức là nếu cho tôi hốt được một món đồ tốt ở đây có gia thế, có phải sướng hơn trúng độc đắc không? Trúng độc đắc thôi, nè đưa đầu đi, trúng chắc rồi đó. Cậu làm thử coi. Đưa đi. Ê sếp Diêu, còn nhắc phải không? Sao ông tới đây vậy? Sao không đó tôi biết? Không được sao sếp Diêu? Sao hả? Không quân anh tôi à? Yên tâm, tôi tăng sở không bằng công việc đâu. Ê, chỗ này cũng được ha. Không chỉ cũng được, mấy em còn được hơn nữa. Hợp với cậu rồi. Cũng hợp với sếp, sếp cũng có thể chọn mà. Tới uống bia thôi, nè, càng ly. Càng ly. Uống đi, gọi đi. Tôi mời. Làm ơn cho thêm một ly. Sếp Diêu, sao ngồi ở đây vậy? À, cậu Hy đâu? Thằng Quỷ đó nói trong đó nhiều em, muốn tán thêm một lát nữa. Tôi dám chắc tối nay cậu ta bị công cốc. Sao sếp biết? Mấy em trong đó ai cũng có bạn hết rồi, và các bạn đó cũng có thực lực lắm. Tối nay cơ hội cậu ta chỉ tạm được thôi. Cậu đó, cậu được đó. Sao đề cao tôi vậy? Lúc nãy có hai cô gái đi tới đi lui bên cạnh cậu, liếc mắt đưa tình, cậu không để ý sao? Nhìn thấy nét mặt của cậu giống như đạp trúng phân vậy, sau đó tự động bỏ đi thôi. Tôi không phải là động vật ăn tạp, đòi hỏi của tôi cao lắm đó. Dễ thấy thôi, đối với công việc cậu cũng nghiêm túc lắm. Là sếp Diêu, con người của hủ tiếu xào này ăn ngay nói thẳng, có sao nói vậy thôi. Nếu như sếp thật sự không ưa tôi, sếp chuyển tôi đi cũng được. Tôi nói chuyển cậu đi hồi nào? Sếp không nói, nhưng mà nét mặt của sếp lúc nào cũng giống như là không ưa tôi. Hình như cậu không chấp nhận cách làm của tôi cho lắm. Bây giờ cậu làm một mình sao? Cách của sếp không phải là do sếp đăng ký, tôi cũng biết nhìn người lắm, nhưng mà không giống như sếp cứ bê tên học thuật thôi. Những gì mà cậu phản ảnh tôi cố gắng xem xét. Nếu tôi thực sự có đang xem tình cảm cá nhân vào, tôi nhất định kiểm điểm mình. Nghiêm túc thiệt nha. Thật ra chúng ta đều làm chung một tổ, mọi người có cách làm việc riêng của mình, có phong cách riêng của mình, phải không? Có mâu thuẫn, có xung đột cũng không sao, quan trọng là làm được việc. Dễ chịu rồi, đi thôi. Nè. Hả? Không, để cô Hy sao? Đợi nó, còn lâu lắm. Có 100 không? Để làm gì? Tôi cá với cậu, trong vòng 5 phút cậu ta sẽ bị công cốc kim buông vũ khí đầu hàng bước ra. Có phải không đó? Còn 30 giây.
Sếp móc sẵn hầu bao ra, có lẽ cũng gần tới giờ. Dùng tích tiền sự đi. Nè, không phải tôi đưa, là sếp đưa. Cảm ơn nhiều. Tôi dám chơi dám chịu. Cảm ơn, cảm ơn. Thằng quỷ này, ôm con bé đó coi như không quen sao? Tình thế thay đổi rồi. Không phải chứ. Phóng sinh. Ủa, sao hai người còn ở đây vậy? Sao hả? Vua Công Cốc làm từ thiện chơi trò phóng sinh à? Trời ơi, cậu có biết cổ đâu không? Thiên Thủy Di đó, tức là ngồi taxi cả đi lẫn về hơn 500 đô. Còn nữa, cậu sống chung với ba má cổ, vấn chuyện không phù hợp với nguyên tắc kinh tế tôi không làm, cho nên tôi từ chối cổ. Cậu không hẳn là vua Công Cốc, mà còn là vua Cố Cải. Đồ hèn hạ, hại tôi mất hết 100 đó biết chưa. Thật ra với tình huống như vậy mà nói, tuyệt đối không phải Công Cốc. Sao hả? Tức là tôi từ chối người ta mà. Chối cái đầu cậu, mời ông bia đi. Đi cái đầu cậu, cậu đãi. Mua đi. Sếp Diêu, có phải phát hiện gì không? Không có gì. Sao hả? Giải tán à? Liên quan gì cậu chứ? Phoenix, tôi nghĩ ra điều này. Cô đừng tới sở cảnh sát, cô lập tức tới sân thượng mà đâu nồi nhảy lầu đi. Sếp Diêu, sáng nay tôi coi lại đoạn phim của Hủ Tiếu Xào, cô còn nhớ không? Donald đã đi đến tay chân múa may, ngã nghiêng ngã ngửa. Chúng ta nghĩ mãi cũng không biết tại sao anh ta lại lên sân thượng làm những chuyện như vậy, đúng không? Đúng vậy, tại sao? Trong đoạn phim đó, Donald đã đi như vậy. Tối qua tôi tới Lăng Quế Phường cùng Hủ Tiếu Xào và cậu Huy cùng nhìn thấy mấy gã say đi ngã nghiêng ngã ngửa như vậy. Nó giúp tôi nghĩ ra những tư thế đi đứng không bình thường, chắc chắn là có nguyên do của nó. Sếp Diêu à, sếp làm gì ở đó vậy? Ai... Không lẽ hung thủ đi dùng cách này để giết người? Qua sân thượng đối diện coi thử. Từ đây nhìn xuống cô có nhìn thấy gì không? Một bức hình tuyến đường, từng ngăn giống như căn phòng. Là một cung điện. Cung điện gì? Là cung điện ký ức. Trong đó có rất nhiều căn phòng, mỗi căn phòng đều có thể thông nhau. Chúng ta có thể lấy những thứ cần nhớ đưa vào trong căn phòng khác nhau. Lần này tôi thật sự không hiểu sếp nói gì. Cô còn nhớ có một hôm tôi đem dĩ về nhà coi không? Tôi phát hiện được quan hệ của Mỹ Thi và Donald. Phải. Cô còn nhớ nội dung không? Hình như nói là có một nhà truyền giáo tên là Lamaito mang đến phương pháp nhớ gọi là cung điện ký ức đến Trung Quốc. Có liên quan đến hình này sao? Tôi muốn được yên tĩnh, cô về trước đi. Trong quyển sách này có rất nhiều phương pháp nhớ, trong đó có loại đề cập tới người vào thời Trung cổ. Làm thế nào để vận dụng phương pháp cung điện ký ức để ghi nhớ mọi gì? Cung điện ký ức? Tôi nhớ ba có dạy, cung điện ký ức là một loại bí thuật vào thời Trung cổ. Loại bí thuật này ẩn chứa một sức mạnh bí ẩn, và điểm chính của phương pháp nhớ này là xây dựng một cung điện ở trong lòng mình. Bên trong còn có rất nhiều gian phòng, trong phòng này có rất nhiều kỳ tủ khác nhau, đem những thứ bạn cần nhớ từng điều một cho vào vị trí thích hợp. Còn phải thêm chút liên tưởng, vậy bạn có thể nhớ kỹ hơn rồi. Sếp Diêu. Có chuyện gì? Sao nhập tâm vậy? Không có gì chứ? Không có gì. Này đừng nói tôi không chấp nhận cách của sếp. Tôi đọc được hình như là sếp có cái gì đó. Tôi cũng đọc được trên đầu cậu có hai chữ. Chữ gì? Tài lanh. Điều tra được gì không? Theo dõi Liêu Mỹ Thi mấy ngày, ghi hết vào đây. Ai kêu cậu theo dõi Mỹ Thi? Sếp đã nói mà, chúng ta cùng một tổ, mỗi người có phong cách riêng, cách làm việc khác nhau, suy nghĩ cũng khác nhau. Quan trọng nhất là vì vụ án, cho nên tôi đã dùng cách của tôi để làm việc. Bác sĩ khoa não Huỳnh Thiên Hùng. Bác sĩ khoa não này nổi tiếng lắm. Tôi đã tới phòng khám hỏi thăm. Ông nói hơn một năm trước Liêu Mỹ Thi bắt đầu tới khám. Không biết có phải do sử dụng não nhiều quá
cho nên phải đi khám não. Vào đi. Bận lắm hả? À phải, có hẹn đi ăn cơm với anh rồi. À không có gì đặc biệt. Tôi muốn cô đi với tôi tới chỗ này. Xin lỗi nha, từ khi anh ấy ra đi, rất nhiều chuyện đều do tôi tự làm, làm tôi như người mất hồn. Anh vẫn chưa nói là đi đâu. Lát nữa cô sẽ biết. Bí ẩn vậy. Alo. Ok, được, tôi tới ngay. Có chút vấn đề về học phí cần giải quyết, anh đợi tôi lát nha. Đưa tôi tới đi. Cô coi đi. Gần đây tôi phát hiện được manh mối mới. Tôi nghi ngờ có người dùng phương pháp nhớ để giết Donald. Cô coi đây có giống như là cung điện ký ức không? Nhìn thì giống một bản vẽ diện tích xây dựng. Những thứ còn lại tôi không thể nhận ra. Hôm trước khi Donald chết, từng có người ghi lại đoạn phim anh ta lang thang trên sân thượng. Anh ta không chỉ múa may tay chân, còn đi tới đi lui không ngừng đến bước ở đây. Ban đầu chúng tôi không hiểu rõ, có phải anh ta phải tham gia cuộc thi trí nhớ Diên Châu là do căng thẳng quá độ cho nên mới xuất hiện hành vi khác thường này. Sau đó tôi từ từ phát hiện, thì ra mỗi bước của anh ta quẹo mỗi một vòng cua, thật ra cũng có thể nhận thấy anh ta đã dùng phương pháp giúp bản thân nhớ được nhiều thứ để tham gia cuộc thi trí nhớ Diên Châu. Phương pháp anh ta dùng đó là cung điện ký ức. Nhưng cung điện ký ức làm sao khiến anh ta rơi xuống lầu? Có phải tôi đã bỏ sót cái gì đó không? Cho nên tôi mời cô tới, cô có thể giúp được gì không? Năm xưa ba tôi từng nói, ba nói dùng phương pháp nhớ này, quan trọng nhất là thoải mái tinh thần, đừng nên căng thẳng quá. Nếu càng căng thẳng thì càng lao vào bế tắc, thậm chí là nảy sinh ảo giác. Cho nên tôi nghi ngờ có người đã lợi dụng phương pháp này làm cho Donald nảy sinh ảo giác, sau đó làm anh ta té xuống lầu, kế đó tạo ra cảnh tượng tự tử giả của anh ta. Có chuyện ly kỳ vậy sao? Lần trước nhân viên của tôi đã tới nhà Donald, phát hiện trong đó có rất nhiều hình vẽ rất kỳ lạ. Ban đầu cứ tưởng anh ta gia nhập tà giáo gì đó. Sau đó tôi tìm lại quyển nhật ký do nhà truyền giáo Metal chép, trong đó có đề cập nếu muốn có trí nhớ sâu đậm thì phải tạo ra những hình vẽ thật là kinh khủng, ví dụ như là quái thú hai đầu hay là quái vật máu me đầy mình. Cho nên càng khẳng định suy luận của tôi. Ai làm như vậy chứ? Wilson từng lên sân thượng tìm Donald. Tôi nghi ngờ anh ta có học phương pháp nhớ này hay không. Wilson theo tôi học từ lâu, đúng là anh có học phương pháp này. Trước đó tôi còn suy đoán, với tính cách nóng nảy của Wilson, không lý nào lại dùng cách lề mề này để giết người. Chắc tôi đoán sai. Chúng tôi sẽ mau chóng lập hồ sơ buộc tội Wilson giết người. Đến lúc đó cô phải ra tòa giúp tôi làm chứng. Cẩn thận. Anh không sao chứ? Không sao. Có gì muốn nói à? Không. Đi thôi. Alo. Tôi đây. Anh là ai? Mới đó đã quên tôi rồi sao? Đừng tưởng Donald chết rồi thì tôi sẽ buông tha cô. Wilson, anh muốn gì chứ? Không, tôi muốn nói cho cô biết, không ngờ tôi đã biết được những thứ mà tôi không nên biết. Tôi không hiểu anh nói gì cho lắm. Bây giờ cảnh sát muốn buộc tội tôi, nói tôi giết chết Donald, nhưng mà tôi không có làm. Cô biết rõ nhất mà. Anh nói xong rồi chứ gì? Tôi cúp máy đó. Nè, sao mình nôn nóng vậy? Tôi hết đường thoát rồi. Nếu luôn cả cô cũng bỏ mặc tôi sẽ chết chung với cô. Tôi cứ tưởng cô không tới chứ. Đừng nói nhiều lời,
Thật ra anh muốn cái gì đây? Cần gì như vậy? Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau. Mấy năm qua tôi đã giúp trường cô kiếm không ít tiền rồi. Phải, tôi không được lòng cô như Donald, nhưng không có công cũng có cán. Thật ra anh muốn cái gì đây? 3 triệu. Anh nghĩ anh là cái gì chứ? Lúc trước tôi không cho anh, bây giờ cũng như vậy. Nếu cô biết tối hôm trước khi Donald chết đã nói gì với tôi, tôi nghĩ cô không cứng đầu vậy đâu. Anh ấy nói gì với anh? Sợ. Đúng là hơi khiếp sợ. Đúng ra bí mật Donald nói với tôi không tin. Nhưng qua hôm sau anh ta bỏ mạng, tôi rất tin. Tôi không biết anh nói cái gì. Cô tốt với Donald, lại bồi thường cho anh ta. Anh ta đối với cô như vậy, anh ta đúng là đáng chết. Nhưng mà anh ta biết được bí mật lớn như vậy, đúng là không chết cũng không được. Thật ra anh đã nói gì với anh? Cô muốn biết thật sao? Nhưng tôi sợ sau khi nói ra cô cũng mau chóng quên mất. Giận lắm à? Donald thì không bao chút nào. Tưởng đâu biết được bí mật của cô thì có thể thả dây dài câu cá lớn, ai ngờ mất luôn cả mạng. Nhưng mà tôi thì khác, tôi không dại như anh ta. Tôi lấy tiền được thì đi ngay. Bí ơi! Cô cầu danh, tôi cầu tài. Mỗi người một nhu cầu. Chỉ cần cô chịu đưa tiền, tôi nhất định sẽ giữ kín bí mật này cho cô. Nhưng nếu cô không biết làm thì tôi biết cách làm. Đây là 100 ngàn. Cầm tiền rồi lập tức biến đi cho tôi. Cô đùa với tôi? Chỉ có bấy nhiêu tiền đủ cho tôi nhét cả răng hay là hỉ mũi? Cô không sợ tôi khai chuyện của cô à? Anh khai chuyện của tôi cũng không có lợi gì cho anh. Không lấy thì thôi. Khoan đi đã. Nè, buông ra. Cái tôi cần là 3 triệu. Đưa 3 triệu cho tôi. Anh buông ra đi. Tôi cần 3 triệu. Anh không buông ra tôi báo cảnh sát đó. Thuốc, lấy thuốc cho tôi. Đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Đưa cho tôi. Đưa thuốc cho tôi. Anh ép tôi. Anh không may rồi. Có trách thì trách anh quá tham lam. Muốn giết tôi diệt khẩu không dễ đâu. Đi. Lý Mỹ Thi, cô đã bị bắt.你已败露，不靠着情报，可多可看到？假若最后谁在掩饰也好，心中还是有数。虚伪面目，无论装得再好，偏偏欠缺心道。这样用力逃避一种眼神，其实你已败露，不靠着情报，你心虚我知。